tôi đang lau nhà đó. Lau nhà đó hả? Dạ. Lau nhà đó hả? Lau nhà mà dơ vậy đó hả? Để nè, dơ nè, dơ nè. Dạ thôi để tôi lau lại. Chị nói chị mới lau bây giờ chị lau lại chi nữa? Thì anh kêu tôi lau lại. Chị trêu người tôi phải không? Vậy bây giờ anh biết tôi phải làm cái gì? Tôi có rảnh thì giỏi đi coi tivi. Đi đâu đó? Dạ đi coi tivi. Chị chọc tức tôi đó hả? Vậy bây giờ anh biểu tôi phải làm sao? Bao nhiêu tuổi đó mà hỏi tôi phải làm sao? Cậu tin là tôi tố cáo cậu đóng là giả đứa con trong nhà đó không hả? Nhớ cho kỹ nha, phải tìm cái USB và tỏ ra là mình ngu ngốc, cho nên cái đợt sát hạch này nè cậu không bao giờ đạt được điểm cao nghe không? Em sao vậy? Trời, em sốt quá. Ê, cậu dán sai hết, không đúng một lô luôn. Tại sao lúc nào cũng là cậu hết vậy? Sao Nghi, bây giờ mà em nói ra hết á thì những công sức của em từ trước tới giờ sẽ thành công cốc, em hiểu không? Nhưng mà em cũng không thể nào để anh nhận thay em như vậy được. Dù sao thì anh cũng phải vượt qua kỳ thi sát hạch này. Đối với anh, cuộc thi này chả quan trọng gì hết. Người ta có thể gọi là vũ đổng kết như thế nào, xem thường anh thế nào cũng được. Em mới là người phải cần cuộc thi này nhất. Tình yêu đôi khi chẳng đẹp như thơ, tình yêu đôi khi chẳng đẹp như giấc mơ. Trên thế gian cuối cùng em có nắm tay anh vượt ngàn bao giờ. Đón xem tập 57 Ngôi sao khoai tây phát sóng vào lúc 19:55 ngày 8 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.